À đây hôm trước là mọi khi toàn cho vợ đi nhỉ? Ờ, vợ anh đi. À. Cái này bao nhiêu tiền? Mời bác. Đây nó 25 triệu. 25 à? Cái giả lắm. Còn cái ổi kia? Cái ổi kia là 4 triệu. 4 triệu, nhiều quả quá. Cái từng đi ạ? Từng đi 15 triệu. Rồi, 15 triệu. Ok, giờ để vào chi tiết đặc biệt. Nắng quá. Xanh quê đấy chứ nhỉ? Xanh quê đấy. Răm mập nhỉ? Răm mập. Súp là đầu răm. Răm mập đấy nhỉ? Răm mẫn. Răm rất mẫn. À, thế là chồng của bà Thủy đấy đúng không? Sửa sang lại. Nhìn cái ổi này nhiều quả sướng quá. Lao có quả. Tàu đấy. Tàu. Đứng sang bên kia cho nó rộng, bên này thấp, bên này nó chật. Đấy. Tôm đá. Rồi bác cứ sửa sang tiếp. À đây 15 triệu đây. Chân vệ Tường Vi. Nói chung là chui vào đây cho mát tí không ngất, không chịu được, nắng quá. Mời chú về anh chơi, quay anh tuổi. Chí mấy em bận lắm. Đi làm ở thế này mà. Ra là nếu mà rảnh thì về. Anh quay cả ngày luôn. Rảnh thì về được. Nhưng mà anh này nhiều tôi. Đấy, muốn đi lắm nhưng mà không có thời gian. Đi đâu đấy nhưng có lúc gọi đúng lúc thì rảnh thì lại được. Sao anh gọi? Đấy, thế là gọi luôn cái số này à? Bây giờ cứ gọi hai vợ chồng như một đúng không? Đúng, chú anh có à? À, hay quá. Sáng ra bán cái nào chưa anh? Chưa. Cây đa này thì giá cả nào? Đa này 2 triệu. 2 triệu đấy. Dạ, 2 triệu. Đấy, nhìn xa cái hồi kia mới thấy rõ. Quả, không biết bao nhiêu quả mà đến. Ok anh tiếp tục đi. Tiếp tục sửa sang. Em cứ di chuyển đi. Đấy, anh thích thì gọi cho cái số ở đầu xe là Thủy đấy, Vũ Thị Thủy đấy. Cũng là người Việt, cũng là anh ở đây luôn. Rồi, ok. Ở đây, cây này đẹp đẹp vẫn còn ở đây này. Cây đẹp đẹp vẫn còn ở đây này. Cái này thì quay nhiều lần quá rồi. Kiện này có mang siêu phẩm nó đi không? À, đấy. Phim trắng chiếu. Đóng à? Đóng vào. Lần này dáng rất đẹp. Chú Hùng mang cái gì đấy? Chú Hùng này có mang cái gì đi không? Đây à? Đôi này à? Hai cái mai, hai cái mai. À. Đó. Bác lên hai cây nhỉ? Cái nào hả anh? Đấy. Cái này à? Ờ. Con này xuống được dưới. Nhìn này. Nắng quá chả nhìn cái gì. Cái máy đây. Đấy.
Nó lên rồi mà. Anh chẳng xem ấy chứ. Anh không xem ấy chứ. Phải xem dinh vào. Đâu, nay mang cái gì đi anh? Đấy, có 3 cây đó. Toàn chất lượng nhỉ? Bao tiền cây suối đây? Cây suối 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi rẻ quá nhỉ? Quá đẹp luôn. Còn cây kia? Còn cây đấy thì bao nhiêu? Cây này tầm 4 triệu. Ấy, toàn hàng đại hàng giá mà đẹp. Đấy, sàn sàn cái tầm 4-5 triệu đấy. Toàn loanh quanh dưới 5 triệu. Đấy, nói thế luôn cho nó mua. Thế luôn. Mua luôn. Dưới đẹp, giá đẹp. Có vậy là bảo nó khách chức chứ đâu. Đẹp như này, đẹp này là hóa rẻ nhất đây này. Chân tay ông đọc cái mẹ này. Này, cắt giật của ông. Nhà ông thích nằm nhưng mà ông ấy mẹ. Không muốn xuống biển đâu. Xin được cây gì. À, cái cây dưới ông đá ở nhà bán rồi à? Chưa. Mới rằng nó nghiếu đang hỏi mới đang mới đang đang đợi. Đi chơi vào sông Đàn, mấy cái đẹp cực nhìn dễ bên này nhìn thân nhìn thẳng khoái. Núi có củ đàng hoàng. Núi củ mà hơn cả du nữa. Quá đẹp mà nắng gió vô tư nó lên lộc. Ừ, loại này không bao giờ sợ cháy. Không bao giờ sợ luôn. Cái tay em làm. Đúng không? Anh liên hệ với công cây cảnh. À, ai thích được cứ yêu nhé, gọi số điện luôn đi, đi sớm đi. Cả phiên có một cây đẹp thôi. Đúng rồi. Bán ra hữu hoa, coi là anh em chỉ cần cấp tiền công thôi. Đấy. Không hết thức gì. Đấy, câu này. Đấy. Cái gì đấy? À, cái người già đấy. 26 triệu cái gì đâu đấy. Đẹp quá. Đấy, cái 5 củ. 5 củ đấy. 5 này, 4, 3. Đấy, 3, 4, 5. Cục. Cục điền đấy. Nhìn cái gì gớm mặt luôn này. Đấy. Quá đẹp rồi. Ok rồi, để sang bên này xem nào. Quê còn bán được điền này, điền đấy. 2 xịt cả anh. 2 xịt cả. Đấy, úi, tay chân rụt rịt ghê nhỉ. Ôm đá ghê chưa? Trong hai cái này, một hai là cắt bỏ một cái này, một cái này. Cắt mẹ nó cắt giật, vùng chuẩn. Đây cần vẽ ra một lần này được cái là ngon ngay này, lần này cái là vẽ ra cái là ra bóng này, ok. Cắt ra đến cút hết, cút đấy rồi. Xì cắt phun nhanh lắm. Cắt đâu phun đấy. Là vì bây giờ là nó đã đến đạt mức độ như này rồi, nó chỉ còn nuôi dăm thôi, ổn định thôi. Đấy, cục kịch. Giật, chuyển, đòn. Mấm nhỉ, sướng nhỉ. Mập. Này phải thay cái chảo, đây cái chảo là nó bị chuẩn. À, cái số cái chân nó hơi ấy thì mình giờ mình cắt vỏ đi cho nó phun mới ra thì là nó đẹp hơn, nó được giật dễ, đẹp. Đâu nó lại xòe ra. Con này giật giật thoải mái, chân như thế này nó gần như là mẹ gần như là 24 giờ, ba hôm nữa lại phun kín. Chích đâu phun đấy, cắt bỏ mấy cái này, mấy cái dễ khô này đi, bắt đầu chờ cho nó phun ra ngày này lại còn đẹp, lại còn mướt hơn. Quá đẹp luôn. Nhưng mình mới lấy về mình chỉ có tác động đến mức độ như này thôi, không giảm nữa. Tay chuột anh ạ, cây 20 anh ạ. Vâng. Đẹp quá, sạch sẽ, tuyệt vời, đúng chất của cây của anh Vời này, tuyệt vời luôn. Hiện nay đúng là cùng thực ra nếu mà nói đúng ra mình không mua được con này đâu,
nói ra, nhưng mà khi tụi em nói ấy, mấy xong mình nói người ta lại bảo là ấy. Yêu ai lắm mới lấy được. Hôm nay nói là hỏi cái chuyện thì người biết. Hôm nay cái quả con rể chủ quan. Mọi người thấy ông ấy khoe đấy rồi. Đấy. Cái này là chúng ta là không bàn đâu, không người đâu. Chứ không phải là mình nói để cho nó lưng cái quan điểm cây lên này này đâu. Nó là thực tế đấy. Chùn rụt người gà đuối ếch, cắt chuyển liên tục. Thích. Bốn năm nay rồi, từ lúc bắt đầu là quyết định cho em nó, xong là bây giờ là 4 năm, bây giờ như thế thì là quyết định để bán. Được, ok, hôm nào à, thiện chí thì để đi để anh mời. Đẹp đấy, hàng đẹp, hàng đáng sưu tầm đấy. Tuyên mà thích thì yêu ái hết cực hết cỡ luôn. Vì anh đi mua cả chợ đều biết mà giá cả cả chợ đều biết chứ không phải là. Vâng. Một thích thì không thích thôi, thích thì. Đúng rồi, thích thì dễ. Thích thì dễ lắm. Chỗ anh em với nhau nó dễ ở chỗ đấy. Không nhưng mà anh mua thì là mọi người đều biết chả phải một mình đi mua mà. Đúng rồi, mà để em là bảo chú mang ra ngoài chợ mà. Mình vào nhà, mình bảo chú mang con chợ. Giả tiền giả long con cả chợ đều biết chứ. Không phải đâu. Cây đẹp thì mình cứ phải đưa nó về đúng cái tầm của nó. Đấy. Cái này là da, cái này là bao tiền nếu? To lắm chứ. Bên này bao tiền? 5 triệu. Ôi giời, ấm cúng quá. Này mà cho lên. Cái sân này hơn mà hết rồi đéo. Không phải to này, nhiều hoa nó mới sướng. Có được chật, nó về mẫu của không gian thì cảnh của không gian vẽ ở đâu cũng phúc. Cái cảnh của không gian thì bày vào chen chúc nhau thì đéo. Phúc đây. Nói cao à. Sạch chật. 1, 2, 3, 4, 5. Nhìn cái da của Tường Vi sướng thế. Đéo nói cao rồi đấy. Hàng này không bán đất đâu anh ạ. Đố anh mua được phải ra chợ là sẽ biết. Vi rồi. Ngày có Tường Vi ông tình ông cắt cụt đấy. Còn có cái này ra làm bảng. Đấy con này về chơi hoa. Chơi sáng con em. Cái cây anh đầy hoa. Còn đây đâu. Hoa luôn. 2 triệu à. Đẹp. Đẹp đấy. Quá già luôn. Cháu mà rộng ý nữa là trong bề. Vừa mới xong điểm chật quá. Vừa mới to. Một mức trên là nhỏ. Nó chỉ vào nửa cái này. Thấp thấp thấp. Không thể cắt thấp được. Nó có vào mắt là được. Hả? Mình nhìn nó vào mắt là được. Ngoài đi nó hướng mẹ. Sân có mẹ cứ đi. Từ đây vô cái này. Cái này nó để bóng. Nhà tôi điểm. Tôi mua báo cây rồi này. Đây mua để phóng. Thế này nhìn trông nếu gọi là gọi là gọi là điện thoại thì còn như mình là quê quê. Gấp quá đéo đéo phụ. Thôi sao lại nó thêm tháng. Ok. Đi hay để nó lại chơi bóng cái đấy thì quá đẹp. Cứ để sang chỗ nốt chỗ này để đi có việc bây giờ.